Cà chua mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào? Một số lợi ích sức khỏe từ cà chua. Rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Bệnh tim mạch rất nguy hiểm và có nguy cơ tử vong rất cao. Để có một trái tim khỏe mạnh thì bạn ngoài việc tập luyện thể chất mỗi ngày thì chúng ta cũng nên bổ sung các thực phẩm lành mạnh cho cơ thể. Đặc biệt nên ưu tiên các loại rau, củ, quả. Và đây là nhóm thực phẩm giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giúp đường huyết ổn định. Trong đó, cà chua là một loại quả có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng ngừa những tổn thương động mạch ở tim, giảm nguy cơ hình thành các mảng bám trong lòng động mạch. Hợp chất lycopene trong cà chua có tác dụng giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Cà chua còn là một chất chứa nhiều beta carotene, vitamin B9 và rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Điều hòa huyết áp. Cà chua có thể giảm huyết áp ngắn hạn một cách khá hiệu quả. Hợp chất lycopene có trong cà chua sẽ giúp mạch máu hoạt động hiệu quả hơn và lượng lớn kali trong cà chua có thể giảm tác dụng của natri, ổn định hoạt động của các thành mạch máu và từ đó giúp điều hòa huyết áp hiệu quả. Giúp đẹp da và khỏe hơn. Các dưỡng chất trong cà chua làm se kích lỗ chân lông, giúp cho làn da của bạn mịn màng hơn, trị mụn trứng cá rất là hiệu quả, giúp làn da cháy nắng phục hồi nhanh hơn. Hợp chất lycopene có trong cà chua có thể giúp chống lại tổn thương tế bào và tình trạng viêm da. Rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh. Sau sinh thì chị em nên bổ sung cà chua vào chế độ ăn mỗi ngày để cung cấp hợp chất lycopene trong sữa mẹ. Bên cạnh đó, đây là một loại thực phẩm giúp cho chị em giảm cân lành mạnh. Cà chua có chất rất là ít calo và nhiều chất xơ nên sẽ giúp bạn giảm cân sau sinh hiệu quả hơn. Hơn nữa thì hương vị cà chua rất thơm ngon và dễ ăn, lại có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác. Rất tốt cho xương khớp. Cà chua có thể giúp phòng ngừa tình trạng loãng xương, do đó loại thực phẩm này rất phù hợp với những người cao tuổi. Tăng cường thị lực. Cà chua rất nhiều lycopene, vitamin A, vitamin C, đồng. Đây đều là những dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe của đôi mắt. Chẳng hạn như giúp cho mắt chúng ta khỏe hơn, tránh khỏi tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, phòng ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Cà chua có chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa nên rất tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa, cải thiện tình trạng viêm niêm mạc dạ dày. Lưu ý khi ăn cà chua, tuy rằng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên cà chua vẫn tiềm ẩn nguy cơ dị ứng rất là nhiều. Những trường hợp này rất là hiếm. Những người bị dị ứng với phấn hoa thường có nguy cơ bị dị ứng với cà chua cao hơn. Nếu xảy ra tình trạng dị ứng, người bệnh thường có một số triệu chứng như là ngứa miệng, sưng miệng, ngứa cổ họng. Các trường hợp bị dị ứng với mũ cao su cũng có nguy cơ bị dị ứng cà chua. Chúng ta chỉ nên ăn cà chua ở độ đã chín, không nên ăn cà chua sống. Vì cà chua còn xanh khi chưa chín kỹ thì có chứa nhiều cái chất alkaloid. Đây là một hợp chất rất dễ gây ngộ độc thực phẩm. Một số triệu chứng khi bị ngộ độc bởi cà chua là buồn nôn, mệt mỏi và tiết nhiều nước bọt. Không nên ăn cà chua nếu bạn đang đói. Nếu ăn cà chua khi dạ dày của bạn đang trống rỗng, các chất pectin trong cà chua có thể gây ra những phản ứng với axit, khiến cho quá trình tiêu hóa thực phẩm được gặp nhiều khó khăn và thói quen ăn cà chua xanh hoặc là chưa chín kỹ sẽ dẫn tới viêm loét dạ dày rất là nguy hiểm. Cần ngâm và rửa sạch trước khi ăn, nhất là chúng ta ăn sống chưa nấu chín. Đó là một số cái tác dụng của cà chua cũng như là lưu ý quan trọng khi ăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.